Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hana Secret Garden, hay còn gọi là khu vườn bí mật của Hana nha. Khu vườn được vợ chồng Hân canh tác theo phương pháp thuần tự nhiên, ngoài ra thì cũng có áp dụng một số phương pháp khác, cho nên là các bạn thấy cỏ dại mọc rất là nhiều. Công việc của Hân hôm nay là sẽ cào những cái phần cỏ mọc xung quanh gốc cây và trồng những cây rau sam vào. Cả nhà cùng đón đợi thành quả của vợ chồng Hân nha. Hôm nay nhà mình hái bưởi nè cả nhà. Vườn bưởi này là vườn của ba. Ba với mẹ đang hái những cái trái bưởi vừa chín tới hoặc là đủ độ già để mà mình bán cho thương lái. Bữa ngon quá ha cả nhà ha. Bây giờ mẹ sẽ gói những cái trái bưởi lại để mà cái phần da của mấy trái bưởi nó không có tiếp xúc với nhau thì nó sẽ không có bị trầy. Trái bí đao này là trái bí đao già nha cả nhà, tại vì nó đã phủ lên mình nó một cái lớp phấn màu trắng rất là đậm. Bây giờ Hân sẽ rửa sạch cái lớp phấn này và chút xíu nữa mình nấu sâm bí đao á, thì mình sẽ nấu luôn cái phần vỏ màu xanh. Tiếp theo thì mình sẽ đi hái lá dứa. Lá dứa sẽ làm cho cái nồi sâm của mình rất là thơm. Thank you.
Đây là thuộc địa nha cả nhà. Chị Hân dùng khoảng 3 củ thuộc địa cho một trái bí đao nặng khoảng 1 kg. Cả nhà có thể mua thuộc địa ở những cái nhà thuốc bắc hoặc là những cái tiệm tạp hóa lớn. Bí đao Hân cắt lát mỏng dưới 1 cm nha cả nhà. Và mình sẽ nấu với khoảng 4 lít nước. Mình nấu sôi bí đao và thục địa trong vòng khoảng 30 phút. Sau đó thì mình tắt bếp để mình ủ cái nồi bí đao. Mình ủ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình nấu sôi một lần nữa và mình cho đường phèn vào. Cho đường phèn vào xong thì mình nấu khoảng thêm 15 phút cho đường phèn tan. Sau đó thì mình thêm lá dứa vào. Tiếp tục mình nấu lá dứa trong khoảng 5 phút, sau đó thì mình tắt bếp. Thế là cái nồi bí đao của mình đã hoàn thành nha cả nhà.